Trong đó, chính sách đặc biệt mang tên 60125 của thương hiệu nhẫn cưới Kim Ngọc Thủy đã nhận được sự quan tâm của nhiều cô dâu chú rể. Cụ thể, cứ sau mỗi dấu mốc 5 năm, khách hàng sẽ được đổi một cặp nhẫn cưới mới mà không phát sinh thêm bất kỳ chi phí nào. Các cặp đôi có thể tham gia cho đến hết 12 lần đổi nhẫn trong suốt hành trình 60 năm hôn nhân của mình. Không chỉ cung cấp các thiết kế nhẫn cưới cho các cặp đôi, thương hiệu trên còn nghiên cứu và phát hành cuốn sổ tay cưới với những hướng dẫn chi tiết, bản ngân sách hay tips tiết kiệm và các mốc ghi dấu kỷ niệm của hôn nhân, giúp cho các cặp đôi có thể chuẩn bị một đám cưới hoàn hảo. Chỉ trong vòng 3 ngày ra mắt, sổ tay cưới đã thu hút hơn 500 cặp đôi đặt mua trực tuyến. Dựa trên nhu cầu và mong muốn được gần hơn với văn hóa thế giới của các đôi uyên ương, mới đây, Kim Ngọc Thủy cũng đã giới thiệu dòng sản phẩm nhẫn cưới Collab Universal. Sản phẩm được thiết kế với biểu tượng văn hóa của 24 quốc gia trên thế giới, vừa giữ được vẻ sang trọng, tinh tế, nhưng cũng không kém phần độc đáo và mới lạ, theo phong cách nước ngoài từ Nhật, Hàn cho đến Anh, Pháp, Ý, Mỹ, v.v. Quý vị khán giả cũng mua gì ở đâu có thể đến trực tiếp hệ thống các cửa hàng hoặc truy cập vào website chính thức của Kim Ngọc Thủy để tham khảo thêm các thông tin về các thiết kế nhẫn cưới.